Đây, đi lên đây. Chào tất cả anh em nhá. Chúng tôi tiếp tục đến một cái không gian của một vườn cây cũng rất là đẹp. Đấy, một trong những người làm cây còn là quá nhiều tác phẩm để đời rồi. À, là có cả về về luôn đúng không? Đây. Từ chỗ này về đằng này. Đấy. Duy nhất là vườn mình đây là có lối đi riêng đây. À, lối đi sau riêng. Này làm đường mình nữa là đi đường này. Là của anh là thế đây hay là cả bên đây nữa? Bên kia. Đây, tới chỗ cái cối này. Cái tác phẩm to này của anh đúng không? Ngày xưa mua ở hội chợ triển lãm ở nhà bảo tàng ấy. Bảo tàng cái rồi. Vừa đường đi Bỉm Sơn đấy, cái năm 2015 ấy. Rồi. Là mua có hai con phôi trực nó nằm ở giữa rồi đấy. Con này khủng đây này, nhưng mà đây một trong những tác phẩm mà sau này thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có một dịp nào đó ra thì anh cắt rồi chúng tôi sẽ đăng tải cho anh em nhé. Nhưng chia sẻ với anh em đây là một con này con trực hay trực là con đấy, trực đấy. À, con trực đúng không? Trực mà có cái tay phóng ra đẹp. Mặt chính của nó nằm bên này. Bên kia. Thế là mình vừa rồi xoay cho nó đuổi nắng. Anh em nào mà có dịp về công viên Non Nước thì ghé thăm chủ nhân nhá. Anh Đinh Văn Toản đây. Để số điện thoại đây anh em có thể liên lạc trực tiếp để ta có thể hẹn cái lịch cụ thể về vườn để đi theo anh tham quan một số tác phẩm trong vườn nhỉ. Anh Toản này, cái tác phẩm bên này mình mua lâu chưa đây? Đây mua được 4 năm. 4 năm rồi à? Lão. Còn não mà kinh khủng quá, ù vấp ù cục đây, chia sẻ với anh em là anh cũng đã nếu mà thông qua nhiều kênh thì anh cũng biết anh Toản anh rất là tỉ mỉ làm rất nhiều tác phẩm đẹp rồi. Nói chung hôm nay là đến với vườn cây của anh là anh Toản có nhiều phôi quý ở bên kia không nhỉ? À, phôi rất nhiều. Để đi quay phôi cho em. Một số anh em cũng đang tâm đắc mà đây, muốn phần đa là cây to thôi. Vâng, phần đa cây to thì là sướng rồi. Đấy, đây, nguyên hàng to không? Anh em chú ý ở những cái video trước nhá, thì mình cũng đã quay một số tác phẩm ở vườn này anh Toản đây rồi. Đấy, video trước mình đã quay, rất là đẹp. Rồi ôi. Ông nào gọi đây? Em nghe anh ơi. Vâng. Em đang ở chỗ công viên Non Nước đây ạ. Vâng. Hôm nay anh bận nhà có việc đúng không? À vâng. Anh Thành à? Vâng. Vừa đi tới đây gặp anh đi công viên ra đây. Vâng. Đúng rồi. Vâng, tí nữa em xong em là chỗ anh Toản đây mà. Xong ở chỗ công viên Non Nước đây. Vâng, em vừa qua đây mà. Vâng. Nãy đi qua vườn anh nhưng mà không có vườn công cây đuối đấy, không thấy có anh nhà ở đấy. Vâng, tí em gọi lại nhá. Vâng. Đây anh em ạ. Rất nhiều tác phẩm cũng như là hàng quý đây. À, chia sẻ với nhau một con long lùn đây. Nói chung nói đến long thì trong đấy bọn em vẫn chuộng, không biết ngoài này nào nhưng mà những con này ở trong đó là giờ không giá cả, là con này những cái con như này thì có một đôi không anh? Một con xé rồi. Con này xé đúng không? Xé xong rồi. Con này xé rồi. Dăm, làm dăm rồi. Con này anh mua cũng lâu rồi đúng không? Con này lâu rồi. Già nó đã đẹp quá rồi. Vì anh Toản này có hai vườn. Cái vườn chính thì đang để bên kia anh em ạ. Thì cũng rất may là hôm nay đến vườn cây của anh là gặp anh này. Mình cũng muốn chia sẻ với anh em thôi. Để anh em nào mà cảm thấy hợp được cái gu của mình cũng như là những cái tác phẩm này mà rinh về là thực ra là đa số là những tác phẩm nó cũng đã hoàn thiện anh nhỉ. Hoàn thiện cao rồi. Nắng là không dám cắt. Nắng quá là các anh không cắt ra nên nhìn nó thôi. Con này nhét cắt kinh khủng. Con này có của mình không anh? Đấy, của anh. Đúng là các anh nuôi giỏi thật đấy. Chia sẻ với anh em nhé. Cái nhét cắt đầu tiên anh Toản anh cắt một phát này. Ngày xưa là anh mua tác phẩm này về dựng nó đã vậy chưa hay là nó cũng tương đối rồi. Tương đối là gì? Là người ta đã cắt những cái nhát cắt kìa. Cắt đấy rồi.
Như con này thì gọi gì anh? Con này gọi là tiêu gọi là tiêu phu. Rồi, lưng thì đang cong rồi, đang biết rồi. Nhưng mà là một tác phẩm đẹp đấy. Mặc dù là nó, em nghĩ là nó cũng phải có tuổi đấy nhỉ? Nó có tuổi đấy. Chứ không phải không đâu. Đây anh em này, một trong những con ban hay nhát cắt đầu tiên to như này. Đây. Mà nó xe vén như này, không biết là các anh chăm kiểu gì mà cho nó giỏi vậy. Nhát cắt thứ hai này. Chuyển giật rất là nhiều. Con này lại chuyển giật. Chứ con này thì anh Toàn ơi, con này nhiều tiền không? Con này 160. Đấy nhá anh em nhá. Thì thực ra là đối với chú bonsai thì luôn luôn muốn hỏi cái giá. Cái giá ở đây thực ra là để cho những anh em nào mà đam mê mà người ta hiểu được giá trị của nó, cũng như là cần một cái tác phẩm đẹp người ta trưng bày ở trước nhà người ta mà hợp với khuôn viên thì người ta có thể rinh tác phẩm này về, thì anh em mình cũng rất may là cũng hay hỏi giá. Mà cái giá thực ra anh Toàn cũng nhận với em không? Cái giá mình đưa ra để cho người ta tham khảo. Tham khảo. Có khi có người ta, em nói thật, có những tác phẩm đây không phải nói vui, đây nói một tiếng ngoài lề thôi, em đã đưa rất nhiều giá này rồi. Có những tác phẩm người ta không cần phải nói một câu, mà anh nói 160 tôi lấy 160, anh chỉ có trách nhiệm trở lại cho tôi thôi. Đấy, có những tác phẩm như thế, nhưng có những tác phẩm anh em không phải tôi nói 160 là 160 hoặc 170, có khi còn bo thêm. Thực ra là người ta hợp mà. Em bán rất nhiều mẫu đơn cho anh em, một số anh em trong Bình Dương ngày trước cũng như Hải Phòng. Chỉ nói một câu là người ta lấy. Một số cây anh sau biết là cũng phải của anh Toàn không? Thành. Rồi ok. Anh em bạn trẻ thì này đang bên kia thì mình chia sẻ tác phẩm này nhá. Đẹp quá. Con này thì anh nói 160 anh em ạ. Mình thì mình cũng cảm thấy nó cũng đẹp. Dáng dấp của nó rất là hay. Anh Toàn thì là một trong những người làm cây quá chuyên nghiệp rồi. Tùng như này mà cháy. Đó anh em ạ, mặt sau này. Đam mê mà tìm đến nha anh em nhá. Đấy, thì những cuộc triển lãm thì Trung Bonsai cũng hay gặp anh Toàn, cũng thấy là anh cũng những người đam mê thực sự, cũng đã thổi hồn vào rất nhiều tác phẩm rồi. Thì số điện thoại ở đầu clip đấy thì anh em có thể tham khảo nhá. Cái giá mà anh Toàn đưa ra. Cái này nó hơi non một chút thôi, nhưng mà thực ra nó là một cốt rất là điệu. Đá ngang, cốt, xanh quê. Đá ngang đi, nhỏ nhỏ vậy thôi nhá. Một tác phẩm xanh quê. Con này được ghi đá rồi, chịu nước. Đó. Để quay cái gian hàng anh Toàn hết đi nhá, thì mình sẽ chuyển tiếp sang một video khác. Thì cũng rất mong anh em nào mà có ý định sở hữu cho mình một vài tác phẩm thì ta cố gắng về công viên non nước đây. Số điện thoại thì anh em có thể liên lạc trực tiếp với anh Toàn đây thì sẽ rõ hơn. Đấy, cụ thể thì những tác phẩm của anh Toàn nhá. Thì cái giá mà anh Toàn đưa ra một số tác phẩm đấy thì Trung Bonsai cũng hỏi rồi, anh em tham khảo thôi. Đó, rất đẹp. Thực ra là mỗi người một ô, người ta thuê lâu năm rồi. Hôm nay cũng giao lưu uống vài chén nên là giọng nói cũng ngọng nếu cũng níu được. Kinh. Đó, thân một. Thank you.
Mình cũng xin dừng video nhá, hẹn anh em ở video sau đi. Anh em chờ xem và nhớ nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhá. Trên tuần này chào tạm biệt. Những tác phẩm này thôi, sau này cũng là những tác phẩm rất là quý, có khả năng giá trị của nó rất cao so với mức bây giờ. Anh em nào thiện chí thì ta có thể về tận vườn tham quan, giao lưu, chiêm ngưỡng. Hẹn anh em ở video sau nhé. Đó anh em, hội viên của câu lạc bộ Dục Thí Sơn, số điện thoại là 0916 141 358.